Good morning cả nhà. Good Chào morning. Cả nhà. Buổi sáng cả nhà. Hôm nay Andy với Amy với Caitlin cũng book một cái tour nữa. Hôm nay là ngày thứ 5 mà mình đã ở tại Chicago. Cái tour của hôm nay là mình sẽ coi cái dòng sông của cái hồ Lake Michigan. Cái hồ Lake Michigan á, từ ngoài dòng vô là mình có thể thấy nguyên một cái downtown của Chicago. So mình cũng muốn đi coi thử nó đẹp tới mức nào. Mấy bữa nay thiếu thốn điện thoại hết pin, không có nước uống, không có đồ ăn. Quan trọng nhất là đi ở Chicago này phải cần điện thoại. Tại vì mà là hai lúa mà không biết đường, còn điện thoại phải xài Google Maps, cái bản đồ để chỉ đường. Mà không có điện thoại, hỏi ơi, sao bị lạc đường. Nên bữa nay đi mua thêm một cái cặp táp. Mình cũng có một cái, em thì cũng có một cái. Bây giờ kinh nghiệm đầy mình rồi, nên chuẩn bị kỹ hơn. Ở đây có cái tượng cánh thiên thần. Hình như ở đây nó có nói về quan hệ Mỹ với lại Mexico, là Mỹ Tây Cơ. Rồi ở đây có cái ông nào nổi tiếng của Mỹ Tây Cơ, tên là Benito Juarez. Cái ông này, cái tượng ông này là đọc đây, ở đây nó để nè, ông này là ông tổng thống đầu tiên của Mỹ Mexico. Giờ nguyên cái khu này đẹp đẹp quá ha. Cái này là cái chỗ từ cái đài tưởng niệm của ông tổng thống đầu tiên của Mỹ. Ok. Anh, cái loại bông này em có nhà nữa nè xã, cái loại hydrangeas in the back. Chưa có nở. Yeah, ok. Mình chỉ còn có 2 phút nữa là mình tới nơi mà mình lên tàu rồi. Qua khỏi cái con đường này là tới rồi, thôi mình đi. Hello cả nhà. Kêu lên chào đi. Cả nhà có biết không, bữa nay là trời rất là mát hơn ngày hôm qua rồi. Bữa nay là gió nè, có mây nè. Mà ngồi ra là nhiệt độ chỉ có 80 mấy độ thôi nha. Không phải giống như ngày hôm qua. Mình rất là mừng tại vì khi mà đi ra ngồi đây, đi mấy cái tour này đó cũng rất là nắng. Mặt trời á, nó chiếu thẳng xuống mình, thành ra bữa nay được may mắn. Nếu bạn nào tới Chicago thì nên ghé downtown, xong rồi có cái đường nó tên là Magnificent Mile, là cái con đường mình đang ở nè. Nguyên cái hướng này từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới lại là những cái khu mua sắm vui chơi, toàn là hàng hiệu đồ không. Nếu mà ai mà là tín đồ của hàng hiệu thì nên ghé thăm chỗ này, coi hiệu nào cũng có Burberry, Louis Vuitton. Câu quan trọng nhất, xã đang quảng cáo mà em có được cái gì hay không? Amy là thích hiệu Burberry, nhưng mà là Andy để dành tiền mấy chục năm nay rồi chưa mua nổi, đang để dành tiền tiếp. Các bạn có thấy ở phía sau lưng Amy đứng hay không? Thấy dòm những toàn những cái building này. Đúng là một cảnh mà mình phải đứng ngay đây mình dòm. Rất là tuyệt đẹp. Ôi, xong rồi. Mình đã tới đây rồi. Các bạn hãy xem nè. Khi mà từ ở trên đường trên dòm xuống á, là mình thấy nguyên một cái dòng sông này luôn. Cái dòng sông này á, là đi xuyên qua nguyên một cái downtown Chicago luôn. Có thể ra ngồi chơi nữa nè. Anh coi có cái ông kia, ông đang chèo thuyền kìa. Chơi gì cũng vui đó. Mình phải xuống dưới xếp hàng. Rồi bây giờ trên đường đi xếp hàng. Để tụi mình cũng muốn lên ngồi trên phía trên để có thể ngắm cảnh đẹp hơn. Không biết cái này có chỗ dưới không mà tụi mình không muốn chọn ngồi ở dưới. Bây giờ là tàu sẽ đi lúc 10 giờ, mà bây giờ là 9:45 rồi, còn 15 phút. Hy vọng là bữa nay không có đông. Ok, bây giờ lên được chỗ ngồi rồi. Để em xịt cho Caitlin
phút để nó khỏi có bị nắng ăn nữa. Ok, mua cái chai thuốc đây. Rồi, cho baby 10 tuổi, sắp 10 tuổi rồi mà cho, dùng cái vẫn dùng cái loại cho baby nè. Ok, let's see. Lock, lock, open. Oh. Cả nhà coi này, mới có sáng sớm thôi mà Caitlin sáng nay đã ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi nè. Hồi sáng có ăn một cái chocolate bar phải không? Rồi xong bây giờ bánh này nữa phải không? Caitlin rất là háo ăn ngọt. Cái building mà nó có cái đồng hồ đó là cái building đầu tiên mà họ build cho một cái công ty mà nó làm burger mà gọi là Wrigley. Cái đó là cái văn phòng làm việc đầu tiên của họ, cái headquarter là cái chỗ lớn của họ. Đây là cái building của ông Trump, đây là hotel của ông Trump. Nó là cái building thứ hai mà cao nhất ở trong nguyên cái thành phố Chicago đây. But that's contextualism, kind of tipping your cap to what's around you and working together to fit the jeweler's building. Còn cái building á, mà nó có một cái vòng tròn ở phía trên á, là cái building mà nó build từ 1920. Cái building này á, là cái building mà cho những cái người á, mà làm dòng vàng. Trong đó rất là nhiều người nổi tiếng làm dòng vàng đã một thời ở trong cái building này, làm việc ở trong cái building này. Đây phía bên tay phải của mình á, là hai một cái building mà vòng tròn mà có những cái khung nhỏ nhỏ đó, ô đó. Bạn có tin hai cái building này đó là khi mà họ xây là họ muốn làm giống như như là một cái thành phố ở trong cái building luôn. Có nghĩa là trong cái building này là nó có tất cả là những cái chỗ đậu xe, rồi xong rồi nó có những cái chỗ mà người ta có thể đi chợ trong đó, người ta có thể đi coi phim, người ta có thể đi chơi, đi bowling. Có nghĩa là nếu mà sống ở trong cái hai cái building này là mình có thể không cần phải bước ra khỏi hai cái building này mà cũng có thể sống một cách rất là but the Riverwalk hào. Was a long time coming. It was originally proposed in 1909, and it wasn't quá finally born until 2003. Again, columns very popular. Những in that cái building mà các style. Bạn đang dòm so đây là họ dùng những cái miếng kiến mà nó có thể mình dòm vô mà nó phản lại, nó phản chiếu lại luôn á. Thành ra khi mà ban đêm á, mà bạn mà dòm lên những cái chỗ này là bạn có thể thấy hết những cái gì mà phía trước nó phản lại. Dòm rất là tuyệt vời đối với những cái đàn ở trong downtown Chicago. Các bạn có thấy là những cái cầu trước mình hay không? Những cái cầu này á, là nếu mà họ còn dỡ lên á, thì họ có thể dỡ nó lên. Ví dụ có những cái chiếc tàu lớn á, mà còn phải đưa hàng lý vào trong những cái cầu này á, thì họ có thể dỡ cái cầu này lên để cho những người ta có thể lái những cái tàu lớn qua. Các bạn đang thấy bây giờ là cái miếng đó đó, khi mà họ hạ cái miếng đó xuống á, thì nó sẽ kéo cái cầu ra rồi để cho nó có thể làm cho cao lên. Rồi các bạn có thấy cái building này hay không? Nó thiệt là khổng lồ. Quá là bự. Phía trên cao nhất của cái building này á, nó có một cái Indiana limestone. Cái đó gọi là sao, so each generation một cái máy mà mình có thể dòm lên rất là cao, dòm lên trên trời đó. Để coi những sao, những đồ. And optimism and looking towards the future. Để coi những ngôi sao. Đây là một cái khu mà nó gọi là Wolf Point. Of the Chicago River meet. Nó là cái khúc mà ba cái dòng sông đi lại thành một. Trong cái khúc này á, là nó build hết tất cả những cái building này bằng kiến. Chỉ có trong vòng 10 năm vừa rồi thôi mà có thể build hết tất cả cái building này từ trái qua phải luôn.
That's the new Vane building. It was way ahead of its time because it still fits in with all em these much newer buildings all around it. And a lot of people say that the new Vane building is their mọi favorite building. In fact, it is voted one of Chicago's favorite buildings. And that's because Ferris Bueller's dad worked there. In that 100% true Chicago documentary, Ferris Bueller's Day Off. But now I mentioned that Wolf Point, this area we're in right now, is where the three branches of the Chicago River meet. We just came up the main branch of the river, and we're going to be turning to go up the north branch of the river for just a little bit before we turn around and then head down the south branch to get some more great views of the city. But now, coming into view is the oldest building on the Chicago River. You can see it as we start to make this turn. It's that sort of, and that's because the Fulton House was being used as a giant refrigerator. So you might be aware that Chicago for a long time was famous for our meatpacking industry. The Chicago stockyards on the south side of the city. Henry Ford had his assembly plants, and the Chicago stockyards had their disassembly plants, where they would pack barges filled with meat into cold storage freezers like the Fulton House here. And then they would get shipped all over the world. Chicago is known as the hog butchers to the world because so much of the meat that was sold around the world came from the Chicago stockyards. It had been crammed full of matted horse hair and pork. Because that's what they used for insulation back then. I know it sounds really gross right now, but that's what they had to do with that building. So that's the Fulton House for you. But you can probably already see that bridge I was talking about a little bit earlier. It's on the right side of the river. And you can see how it's folded in that up position. It is always there because, again, you don't use that bridge anymore. But with that bridge, you can see what one of those giant cement blocks looks like that I was talking about a little bit earlier. Over here on your right, you can see just how big that cement block needs to be in order to... Cái ông nói chuyện nãy giờ để ông hướng dẫn mình đó, bây giờ ông cảm thấy mệt rồi, ông cần phải uống nước. Này, cũng nhờ cơ hội này để em đi hỏi Andy một vài câu nhé. Thấy sao? Cái chiếc tàu này đi chậm chậm, bữa nay là một ngày tuyệt vời. Không có nóng, mát, mình ngồi trên đây mình có thể ngắm cảnh. Bữa trước mình có cảm giác rồi, đi bộ một tiếng đồng hồ ở dòng downtown đó. Bữa đó nhớ mình đi câu cá không? Ngoài câu cá, coi cá mà phải đi bộ về hotel. Cảm giác đi bộ nó mệt rồi, thấy đủ tham tham bữa nay mà có cơ hội coi một cái cảnh khác ở trên cái sông Chicago River này, rất là đẹp, rất là thú vị. Nên các bạn nếu có dịp nên thử một lần cho biết. Nếu các bạn thích cái video nhớ like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn bạn. Hồi nãy em thì có nói với cả nhà là cái cầu, những cái cầu ở trong cái dòng sông này, mỗi cầu có thể kéo lên được. Để nếu mà có một cái tàu lớn mà nó cần phải vô đây để bỏ hàng thì cái cầu đó có thể dỡ lên cho những cái tàu đó qua. Trước mặt của các bạn có thể thấy là cái cầu đó nó đã dỡ lên rồi đó. Factory buildings. And then những cái building này hồi xưa là những cái building mà người ta làm việc. Sau một khoảng thời gian là người ta đập những cái building đó rồi xong rồi người ta build những cái building mới. Những cái building mới đợt thứ hai là những cái building mà để làm những cái công việc văn phòng. Rồi xong trong 10 năm vừa rồi đó là họ đập hết những cái building xuống rồi xong, chỉ trong vòng 10 năm gần đây thôi họ đã build hết nguyên một cái khu này. Bây giờ trở thành là những cái khu du lịch và những cái khu mà cho người ta ở. And Chicago loves Wolf Point. If you look over to the left, you'll see on this handrail right by the river, it's got a... But if you spent $17 million okay. on đây your home, and you got queasy every time that the wind blew, you'd be pretty upset about it.
mất tiền nha. Cái biểu điện mà trước mặt của bạn đây là một trong những cái biểu điện chứa những cái phòng mắc nhất ở trong downtown Chicago. Những cái phòng ở trong cái biểu điện này là bắt đầu giá là 1 triệu, mà cách đây không lâu có hai cái phòng bán với giá là 17 triệu. Em bị muốn tìm cách để đi vô trong đây để coi những cái phòng này, nhưng mà chắc là không có cơ hội. Cái biểu đề này là xây 1920 nè. Until các the 20s thấy cái sự khác biệt. 1929, you get the stock market crash, followed by the Great Depression, and then not long after that, World War II. Nhưng mà đối so với around em the country, not just here in Chicago, office buildings weren't really built from about 1930 to about 1957. That's an almost 30-year gap in architecture. So when they reboot architecture in the late 50s, early 60s, they rebooted down to its core. They leapt into the modern age, and you can see that they're pretty appropriately named because they look like giant black boxes. Figure the people that created this style of architecture, they were Depression-era children. They wanted things cheap, and they wanted things quick. They didn't want to sit around and argue about how many useless gargoyles were going to decorate the building, which you really see exemplified in these black box buildings. Mấy chục năm về trước, but now we're going to go ahead and move on into the 1970s. Dạng rất là đơn giản đối với những cái biểu điện của thời nay. Đó. Rồi bây giờ đây là cái biểu điện 1980 nè. Bạn thấy cái biểu điện của 1980 á, thì bây giờ nó có một cái hình dạng khác hơn rồi đấy chứ. Không còn mà cái hình dạng vuông nữa. So that's kind of the evolution of architecture. You get cathedral-like buildings in the early 20s. Nhưng bạn có thấy cái biểu điện này không? Ở trên cái biểu điện này nó xây nhưng mà nó là một cái bản đồ của cái dòng sông của downtown Chicago nè. Cái cục màu đỏ đó mà bạn thấy đó, cái đó là cái chỗ mà mình đang ngay ở đây. Ở trên cái dòng sông đó là mình đang ngay chỗ đó. Out of one of the windows, and then he escapes down Van Buren Street. Except the Joker escapes the wrong way down Van Buren Street. They reverse the flow of traffic. So I've got three stories for you that I think are going to give you a great idea of how Chicago came to be what it is today. 1,000 buildings burned down. 100,000 people left without their home or any of their possessions. And 300 people died. Quả hoàng của năm 1871. Lúc đó là nó cháy gần cả 3.5 mile của nguyên một cái thành phố downtown Chicago. We know that the fire started to build her life here. We know khi that she mà had a barn cái and a cow, lửa nó bắt đầu cháy là nó cháy phía bên một bên trái của cái dòng sông. Khi mà nó cháy là với là trong cái lúc đó nó có rất là nhiều gió, thành ra nó có thể đẩy cái lửa qua khỏi dòng sông rồi xong rồi bắt cháy ở phía bên tây, ở phía bên kia của cái dòng sông luôn, làm cho cháy rất là nhiều. Nguyên cả cái 2/3 của cái downtown Chicago đã bị cháy xuống. 120 years after the lúc fire took gần place, cả 80,000 cái business nó đã bị cháy và 100,000 người không có còn nhà ở nữa, cộng chung với là gần cả 300 người bị chết. Cái câu chuyện này khi mà đi đâu Chicago downtown này cũng nghe hết, tại vì nó là một cái sự đau đớn của cái thành phố này mà là một cái lịch sử rất là lớn. Thành ra khi mà Andy và Amy đi những cái tour này á, là lúc nào cũng nghe về cái lịch sử này. Then they were off to the races. Sau cái sự kinh nghiệm so that's đó our first story. Là những cái our người second story kiến trúc sư học một cái bài học rất là lớn. Bài học đó là không có nên xây những so cái tòa nhà bằng gỗ. Tại vì gỗ sẽ có thể bị cháy lại một lần thứ hai.
Thành ra cái building đầu tiên mà họ build lại đó, họ xây lại đó là làm bằng sắt. Thành ra bây giờ những cái building ở trong downtown này á là thường là bằng sắt không. They had to get here the old-fashioned way. 220 temporary buildings that looked like they'd been imported from Venice or Rome or Paris, and then painted white. It was known as the White City because all those buildings were painted white. And I say they were temporary buildings. However, there was one building that is still standing today, and that is the Museum of Science and Industry on the south side of the city in Hyde Park. Đẹp quá. And đẹp that's because quá là that đẹp. Building was supposed có to have the artworks nó. For the fair. Nguyên một cái dòng and you might be aware that Chicago is famous. At that right side of the river, không you'll ngờ, see this curved cement building. This is called the River City. If you're looking at the style of River City and you think it looks a little bit familiar, you'd be correct. You all might recognize that it's the same architect that did those corncob-shaped towers from earlier. Only these are from the 51 feet tall. And when it was built in 1974, it was the tallest building in the world. And it kept that title until 1998, 24 years. That's a long time to hold on to that tallest building in the world title. So we got an inches. Ông đang and nói that's là feel it. Một trong and the những reason cái tên you don't want to be in a drifting building gọi is là Windy you can get a little City, seasick, a little queasy, nauseous in a moving building. Lý but what they did to combat that, này, when they built lớn, this Sears Tower, they made it out of a bundle of columns. Nhất qua, nhất so lại. If you looked at the Sears Tower from a bird's eye view, it would look like a 3x3 grid of 9 columns. And think about it like a stick that you put in the ground. It's pretty easy nếu to knock over. But if you take that stick in the ground, surround it with 8 other sticks, and then bind all those sticks together, it would be the country of the One World Trade Center in New York City. It is the patriotic height of 1776. However, it has a spire on it, a spire that people cannot go into. And the roof of the One World Trade Center is 83 feet shorter than the skyscraper. Màu you can tell đen that we are no longer able to see our Sears Tower. But we've got one more thing to talk about with it, and that's the naming situation. But before we get to that, I do want to let you know that you're going to have an amazing view of the Sears Tower from its base. This is a good one. Bây giờ ông đang giới thiệu những cái chỗ pizza mà mình nên ăn. Một trong những chỗ mình ăn nó tên là Giordano's. Nó ở gần hotel của mình nên tụi mình sẽ tới ăn thử coi pizza ở Chicago có ngon hay không. Mấy chục năm về trước có cái sông này nó có 6-7 loại cá, nhưng mà bây giờ nhờ công tác mà làm cho nước sạch, bây giờ có tới 70 loại cá ở trên sông này. Có một cái building này ở trên nóc nhà, có vàng ở trên nóc nhà. Tới đây là có cái tiệm bán điện thoại, đồ máy tính của Apple ở đây. Một chút xíu, mình là fan hâm mộ của Apple mà nên mình phải ghé vô quay. Ông nói cái chơi cái nóc của trời nó giống như là cái iPad. Thì ra là vậy. Mình không có để ý cái nóc của trời giống như cái iPad. Cái building này là cái building cao thứ 5 ở Chicago, tên là Hancock Tower. Is because they do have an observation deck where you can pay some money and get a great view of the city. Có này nhìn là for free, you could go up to a restaurant. Cái này chắc là cái khu condo. Called the signature room, get virtually the same view and use that on the St. Regis Tower that looks like it jumped out of a Dr. Seuss book or something. Có cái building này đó, bạn thấy trong góc đó nó có mấy cái patio, cái balcony á. Trong cái balcony này á, là nếu mà mình đi ra đó, mình có thể thấy nhau. Ví dụ như là mình ở một phòng, một người bạn ở phòng kế bên á, khi mà bước ra ngồi ra đường, có thể đứng mà nói chuyện với nhau. Wow. Cái building này nhìn đẹp.
billion-dollar redesign of O'Hare Airport. And that's because she's that talented. Now, I mentioned that the St. Regis is the third tallest building in Chicago. However, cái building này the tallest building in the world designed by a architecture firm. So we are very glad to have nhưng mà cái building này là một cái người đàn bà design. Mà nếu tính là những cái building mà những người đàn bà design là cái này là cao thứ nhất thế giới luôn. Các bạn có thấy cái vòng tròn ở trên cái tòa nhà đó hay không? Cái chỗ đó là nếu mà phần đầu máy bay đó, phần đáp máy bay đó thì có thể đáp về đó. Now we're coming up on Navy Pier. Navy Pier, one of the great cultural attractions of the Midwest. Bây giờ là mình đang rời cái downtown Chicago mà đi ra cái eo của cái dòng sông, cái hồ. Is the Chicago Shakespeare Theater, which is also at Navy Pier. So if you decide you want to see the Bard while you're in the city, that's the place to go. And the last thing is the Shoreline Sightseeing Classic Lake Tour, where you get to see panoramic views of not only the city but the lake itself. But speaking of panoramic views, chắc là các bạn không có thể nào mà thấy được, nhưng mà ngồi đây Andy với Amy đang thấy những cái người đang đu đu ở trên phía rất là cao trên cái building đó. Những cái người đó đang rửa những cái kiến của cái building. Không biết là có thể quay được không để Amy thu gần lại coi. And then I'll jump back on the mic once we get a little bit closer to that Lakeshore Drive Bridge. Đây, các bạn có thấy những cái người đó hay không? Đó, họ đang rửa kiến kìa. Mà đang những cái sợi dây đó là những cái sợi dây mà đang giữ họ. Wow. Giờ mà muốn đứng tim luôn. Rồi, cuối cùng mình cũng trở lại chỗ cũ rồi. Đây là nguyên một cái tour của downtown Chicago. Mong là các bạn nãy giờ đã có những cái giây phút rất là vui vẻ với Amy, với Andy để coi cái sự đẹp của thành phố downtown Chicago trên cái dòng sông của River Walk, Chicago River Walk. Tí nữa ở đây, Amy với là Andy sẽ dẫn Caitlin đi qua một cái nơi mà Caitlin có thể chơi nước rồi xong rồi sau đó chắc về hotel rồi xong rồi chiều nay mình đi ăn nhé. Bye. Các bạn, bây giờ là 2 giờ chiều rồi, tụi mình đói quá. Hồi nãy đi trên cái tour tàu, boat tour, họ nói một trong những chỗ pizza ngon nhất đó, là chỗ này nè, là có bảng là Giordano's. Quá là trời đông luôn, cuối cùng Amy và Andy cũng có thể được ngồi xuống bàn. Bây giờ mình đang order một cái món để ăn tráng miệng trước. Ở trong đây có bánh mì cheese, có gà, có mấy cái loại cheese khác nữa. Caitlin nó thích ăn cheese. Mình ăn cái này xong rồi mình phải chờ một tiếng đồng hồ pizza mới ra lờ. Hãy coi cái pizza nó mới vừa ra là nó rất là có nhiều cheese trong đó luôn. Wow. Oh. Miếng nào miếng nấy thiệt là bự luôn. And oh my. Spinach and onion or no spinach and onion? None. Các bạn nếu mà đi du lịch Chicago là không có thể nào mà không ăn a pizza. Pizza với hot dog là hai món nổi tiếng nhất ở Chicago. Hồi bữa là Amy, Andy và Caitlin đã ăn hot dog rồi, hôm nay là ăn pizza ở Giordano's.
Đây là cái deep dish của Giordano's. Đây là cái pizza nổi tiếng nhất của cái nhà hàng này. Nếu mà tới đây á, là phải nhớ order cái deep dish, ok? Alright, bây giờ mình đang sẽ ăn thử miếng đầu tiên để coi ra sao này. Rồi, giây phút mà mình đã chờ đợi một tiếng đồng hồ sau khi mà họ nấu cái pizza này nóng cho mình. Đây. Wow. Giờ đã là mơ rồi nha. Oh, coi bao nhiêu cheese kìa. Quá trời sauce. Các bạn có bao giờ thấy một cái pizza nào mà nó lại dày tới cái mức này hay không? Không có chua quá, tuy rằng nó có nhiều sauce gì nhưng mà nó không có chua nha. Cái mà Amy order bữa nay là nó có rau dền, nó có nấm, có 2-3 loại thịt, một đống cheese, cà. Oh, đúng là người ta nói pizza ở Chicago không thể chơi được. Amy phải công nhận chuyện đó là đúng nha. Ok, thôi, chắc là Amy phải ăn hết nguyên một cái miếng pizza này là chắc chắn rồi. Kéo ra dài, thật là ngon, cái pizza rất là mềm. Còn cheese nó mềm nữa. Như Andy đang mơi rồi. Cái này là cái nhỏ nha. Các bạn có tin hay không, cái size này mà nó gọi là size nhỏ nè. Trời ơi, ba người mà ăn mới có được có 3 miếng à, làm sao mà ăn hết đây. Lại bữa nay phải sugo nữa rồi. Chiều nay hai mẹ con mặc đồ đẹp để đi chơi, đi ăn ở nhà hàng Terrace 16 ở trong hotel của ông cựu tổng thống Trump. Amy, Caitlin. You see that blue sign? Yes. Take it right there. It's on 16. Okay, okay, thank you. Đó, bên trong như là đi cầu thang tới lầu số 16. Ở đây cái bảng của cái nhà hàng Terrace 16. Bữa nay không ngờ là thứ tư mà đông thật là đông luôn. Đó. Đây là tầng thứ 16 nên cái nhà hàng tên là Terrace 16. Đó. Mà tụi mình phải chờ cả khoảng 20 phút mới được có bàn. Trả tiền được cái cảnh này này. Cảnh đây rất là đẹp. Wow, trên đây cảnh thật là đẹp, rất là mát mẻ. Wow, anh có thấy cái cảnh này nó rất là tuyệt luôn á. Mong là cả gia đình cùng ngắm cảnh với Andy, với Amy. Hai mọi người lên đây thật là đẹp, thật là mát mẻ. Nhưng mà cái chân nó cũng hơi rung, tại mình sợ cao. Với lại Amy đừng có thâu phần dưới nè. Dạo này ăn quá, có bụng bự quá. Amy có thâu không? Bữa nay mặc đồ đẹp nè. Coi Caitlin kìa, giống như công chúa vậy. Okay, Caitlin đang chụp hình nè. Caitlin đang tự chụp tập. Caitlin, Andy với Amy bây giờ mới được nước thôi. Nước đã ra rồi.
mọi người order một cái rượu pha để chúc mừng cho Andy là một người cha thật là tuyệt vời. Thank you, Andy. Thank you. Làm bà của Caitlin thật là tốt. Cheers. Caitlin, cheers. No, drink it back. Strawberry. I didn't actually drink it. Ngày lễ Father's Day cách đây cũng mấy ngày rồi, nhưng mà cái ngày đó là cái ngày mà mình bay qua bên đây, thành ra cũng không có làm gì được, thành ra phải để tới hôm nay mới ăn bữa ăn gia đình với lại chung. Hơi mệt nữa khi mà mới qua đây cũng còn mệt, xong rồi sốt sắng đi đây đi đó, bữa nay mới chậm lại thư giãn một bữa, ngồi ngay đây có cái tầm nhìn thật là đẹp. Và bây giờ đang ngắm mặt trời lặn, có một bữa ăn, hy vọng là đồ ăn ở đây ngon. Một chút nữa để quay những thứ mình order. Andy với Amy với Caitlin chúc nguyên gia đình một ngày vui vẻ.